Mời các em tập trung lên trên này. Khi rượu mất nước thì tùy thuộc vào nhiệt độ, yếu tố nhiệt độ vô cùng quan trọng, các em lưu ý, và chất xúc tác mà tạo ra các sản phẩm khác nhau. Rất rất lưu ý cho thầy, đó là phải phụ thuộc vào yếu tố nhiệt độ và chất xúc tác mà có sản phẩm khác nhau. Ở 170 độ C, xúc tác là H2SO4 đặc. Rượu mất nước ở 170 độ C, xúc tác là H2SO4 đặc, thì rượu no đơn chức mất nước sẽ tạo ra alken. Các bạn nên lưu ý là rượu no đơn chức mất nước sẽ tạo ra alken. Phương trình tổng quát đó là CnH2n cộng 1OH ở điều kiện 170 độ C, H2SO4 đặc. Mất nước sẽ tạo ra CnH2n cộng nước với điều kiện N lớn bằng 2. Các bạn nên lưu ý là với điều kiện N lớn bằng 2. Vậy nếu N bằng 1 thì sao? N bằng 1 thì rượu no đơn chức không bao giờ tạo ra được alken mà chỉ có thể tạo ete mà thôi. Đó chính là rượu metilic, metanol, nhiệt độ H2SO4 chỉ có thể tạo ra dimethyl ether. Đấy, các em lưu ý cho thầy điểm này. Đó là rượu metilic mất nước ở tất cả các trường hợp và ở tất cả các điều kiện cũng chỉ tạo ether mà thôi. Nên lưu ý cho thầy. Và một điều thầy cần trình bày và gửi đến các em, đó là quy tắc mất nước của rượu. Khi rượu mất nước tạo alken phải tuân thủ theo quy tắc Giai-sép. Quy tắc Giai-sép là gì? Đó là nhóm OH mất cùng với nguyên tử hydro của carbon bậc cao kế cận. Thầy sẽ trình bày cụ thể về quy tắc Giai-sép như sau. Nếu ta lấy một cái rượu, rượu này là điển hình nhất, đó là rượu C4H9OH. Công thức cấu tạo của nó chính là butanol 2 vì có nhóm OH ở vị trí số 2. Vậy